Năm 2020, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ. Trong đó, đơn vị chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, thực hiện quyết liệt khâu đột phá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện. Sư đoàn 324 chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm phù hợp với từng nội dung khoa mục theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, quá trình huấn luyện, sư đoàn luôn xác định nội dung huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật làm cơ sở, bảo đảm cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hợp đồng ở mọi địa hình. Đặc biệt, sư đoàn chú trọng xây dựng các mô hình huấn luyện điểm để nhân rộng ra toàn đơn vị, đồng thời tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện ở các cấp. Kết quả đó là cơ sở để Sư đoàn 324 tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.